những trận đen của giặc Mỹ nồng bộ đổ vàng ngã tay đông đồng, cùng lúc vùi lấp người cô gái tôi đang xung phong khi tuổi đời còn mới 18 đôi mươi, với biết bao ước mơ và hoài bão. Đau đớn thay, có chị chưa được lần về tiếp thăm gia đình, có chị những bức thư còn dang dở, chị chưa được lần hò hẹn thì khói con, người ta đã tìm được 9 thi thể, còn thiếu vắng chị Hồ Thị Cúc. Từ đội phó, từ đội xa em sáng, vẫn là ý tưởng tan xa.
chẳng ai cần ai. Đồng đội không tan nát, ta ăn uống sống. Về tôi cũng không.